Tôi không muốn là cái số lượng những người mà liên hệ đến bên tôi nhờ hỗ trợ về kỹ thuật, nhờ hỗ trợ về bảo hành sau quá trình mua hàng nó cứ tăng lên theo từng ngày nữa, bởi vì là thật sự là rất là muốn giúp mọi người nhưng mà lại không giúp được, bởi vì những cái đồ linh kiện nó không khớp nhau được, nó không khớp được với những linh kiện của chúng tôi. Tại sao lại cần mua ghế massage từ những đơn vị uy tín mà lại không phải là mua từ những thị trường kiểu như là chợ đen hay là những thị trường kiểu như là tổng kho bán sỉ, đúng không? Xin chào các bạn, tôi là Chu Quang Huy và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái lý do là tại sao các bạn cần phải mua ghế massage từ những đơn vị uy tín, từ những đơn vị đứng đầu hiện nay ở trên thị trường. Thì nhiều người rất là lầm tưởng cái việc là mình mua ghế thì mình sẽ lên các hội nhóm để mình mua, sau đó là ví dụ như là mua từ kho, mua từ tổng kho thế nọ thế kia, đúng không ạ? Thì cái điều này các bạn sẽ có thể nhé, mình nói có thể, và mình đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi, rất rất nhiều trường hợp như vậy sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Đó là gì ạ? Đó là khi sản phẩm của các bạn hỏng sẽ không sửa chữa được, sẽ không sửa chữa được, hoặc không có người sửa chữa cho, hoặc nếu sửa chữa được thì cái chi phí rất là cao, cái chi phí của nó rất là cao đó. Thì đây là một cái điều rất là đáng lo ngại, mình nghĩ rằng cần phải chia sẻ với mọi người, bởi vì là hiện nay các cái đơn vị nhỏ lẻ hiện nay thì cái ghế massage nhập rất là dễ các bạn, cực kỳ dễ nhập ghế massage luôn. Chúng ta có thể là tự mình đặt đặt hàng ở trên 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 Alibaba, trên Taobao, trên 1688, mình hoàn toàn mình phải đặt được các bạn, hoàn toàn mình phải đặt được. Và mọi người nghĩ rằng là cứ đặt về như vậy, sau đó là mình theo kiểu tổng kho tổng kia các thứ, đúng không? Mình hoàn toàn mình có thể bán được, và người mua thì nghĩ rằng sẽ mua rẻ hơn, sẽ mua rẻ hơn. Nhưng đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng tôi cần phải chia sẻ với mọi người, bởi vì là tôi không muốn là cái số lượng những người mà liên hệ đến bên tôi nhờ hỗ trợ về kỹ thuật, nhờ hỗ trợ về bảo hành sau quá trình mua hàng nó cứ tăng lên theo từng ngày nữa, bởi vì là thật sự là rất là muốn giúp mọi người nhưng mà lại không giúp được, bởi vì những cái đồ linh kiện nó không khớp nhau được, nó không khớp được với những linh kiện của chúng tôi. Bản thân chúng tôi thì cái số lượng linh kiện nó cũng chỉ hãng nó chỉ cung cấp một số lượng linh kiện nhất định thôi, cho nên cũng không thể phung phí được đó. Thì cũng là một cái ghế massage giống nhau, nhưng mà nếu như mà các cái đơn vị mà họ nhỏ lẻ, các đơn vị mà họ xác định họ làm ăn chồng giật ấy, thì họ sẽ đặt cái phẩm chất rất là kém các bạn, sẽ đặt cái phẩm chất rất là kém. Và trong các video từ trước tôi có nói rồi đúng không, Trung Quốc chả có gì họ không làm được hết đấy, cùng một cái áo giống hệt nhau như này nhưng mà nếu như chúng ta chọn thì hoàn toàn có thể có một cái áo mà họ sản xuất ra cho mình chỉ có khoảng mười mấy nghìn thôi, nhưng cũng giống hệt như này, nhưng họ hoàn toàn họ có thể sản xuất cho chúng ta một cái áo khoảng vài trăm nghìn, tức là giá xuất xưởng đấy ạ, đúng không ạ? Người Trung Quốc họ họ luôn có câu gì ạ, đã rẻ còn có thể rẻ hơn, đúng không? Đã rẻ thì còn có thể rẻ hơn, nó tùy thuộc vào cái sự trả giá của bạn, và các bạn trả cái mức giá như nào thì họ sẽ làm cho bạn sản phẩm là đúng theo phẩm chất mức giá như vậy, theo đúng phẩm chất mức giá như vậy. Đấy là một cái. Thứ hai nữa là cái sản phẩm cái massage thì nó hơi đặc thù một tí, cho nên là các bạn sẽ rất là khó khăn trong cái việc tìm linh kiện thay thế nếu như các bạn không được một đơn vị họ đủ uy tín, họ đảm bảo cho bạn, họ đủ uy tín để họ đảm bảo cho bạn. Thế hiện nay tôi thấy rằng nó rộ lên rất là nhiều cái tình trạng là tổng kho ghế với lại thế giới ghế với lại thế lọ thế kia, đúng không ạ? Và nó tả phí lù, tức là họ không có phân phối cho một cái đơn vị nào nhất định, và cái đơn vị đấy thì cũng có thể là do chính họ đặt tên ra, do chính họ đặt tên ra thì nó cũng chả có hệ thống, chả có kho bãi, chả có kỹ thuật gì cả, đúng không ạ? Và bán một thời gian sau thì họ có thể là hoặc là họ đổi khác, hoặc là họ sẽ viện dẫn lý do nọ lý do kia để từ chối cái việc là hỗ trợ các bạn sau bán hàng. Thì đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn, và cái góc khuất tôi biết rằng khi tôi nói như này thì rất nhiều người họ không thích đâu, bởi vì là mất đi miếng cơm của họ. Nhưng mà thực tế ra thì tôi có một cái quan điểm, đó là nếu như mà mình chia sẻ với họ, họ nhận ra rằng nếu như mà cứ làm ăn theo kiểu chộp giật như vậy nó không bền, họ sẽ thay đổi, thì bản thân khách hàng sẽ được nhận những giá trị, và bản thân những người kinh doanh, những người làm chuẩn chỉ như chúng tôi cũng sẽ được hưởng lợi đó. Và tôi mong muốn cái điều đó đến với các bạn, đúng không? Mong muốn các bạn sẽ nhận được những cái sản phẩm tốt nhất, sẽ nhận được những cái giá trị tuyệt vời nhất để
chúng ta có thể là có được những cái sản phẩm thật sự là chất lượng để chúng ta dùng và một cái dịch vụ sau này thật sự tốt. Bởi vì như tôi nói rất nhiều trong rất nhiều các video ấy, 30% cấu thành cái ghế massage nó đến từ dịch vụ sau bán hàng các bạn. Nó đến từ dịch vụ sau bán hàng, 30% cái chi phí nó dành để cho dịch vụ sau bán hàng. Theo những cái cơ cấu chi phí mà chúng tôi thống kê chi tiết và tối ưu mọi nguồn lực thì cái chi phí sau bán hàng của một chiếc ghế massage rất là lớn. Với thâm liên kinh nghiệm lâu năm chúng tôi mới tổng kết được. Cho nên nếu như với các đơn vị nhỏ lẻ họ làm ngắn hạn ngắn ngày thì họ không tổng kết được những điều đó đâu. Nó không tổng kết được những điều đó đâu. Thế cho nên là mọi người phải hết sức lưu ý, bởi vì có thể là rẻ nhưng nó lại không rẻ, và có thể là giá cao nhưng nó lại không đắt, đúng không ạ? Có thể là giá cao nhưng nó lại không đắt, và có thể là giá thấp nhưng nó không hề rẻ. Đó, thì cái video này tôi muốn chia sẻ với mọi người như vậy, bởi vì là công việc tôi rất là bận, nhưng mà thực sự là tôi thấy rằng mình cần có trách nhiệm để trả lời cho các bạn, để giúp đỡ các bạn, các bạn nhá. Và nếu có thấy video này hay thì hãy like, subscribe chúng tôi là Chu Quang Huy, và có bất kỳ câu hỏi nào cứ đặt câu hỏi bên dưới tôi trả lời cho bạn bằng các video. Ok, xin chào bạn, bye bye.